video hướng dẫn cách thay mực của Canon Rùa Oanh nha. Để thay mực cho nó chúng ta phải Canon Rùa Oanh nè, ta phải bấm cái nút mực này để mở mực kia nha. Rồi mở mực đây, chúng ta thay mực ha. Tắt mực. Chúng ta bỏ thêm cái bụi vô. VN. Thay xong ta đóng nắp lại nha. Báo 4 lần. Không nhận. À, con này bị lỏng rồi nè ha. Đã đại khác vô rồi. Xét rồi. Rồi sao sau khi chúng ta bỏ mực vô ha, chúng ta nghe tiếng này nó sẽ tự động nó vệ sinh nha. Thì nó đang vệ sinh cái tụ mực của nó đây. Mà có 12 màu mực nó in được mực dầu nha, màu rất là chuẩn nha. Ra thường cái nào nó gì là phải không? Nó sáng ta đợi một xíu nha, nó đang hút mực, nó hút nó chết mực, nó hút đang trộn mực. Nào nó trộn sao, ta bình thường.
Đây là video hướng dẫn cách thay mực cho nó. Ta thay mực. Có video hướng dẫn thay đồ in ở trong nha mọi người coi.